Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái nồi nấu bánh khuấy, nồi nấu da nhiệt 3 lớp dùng để nấu rau câu, trà sữa. Đây là một cái nồi sẽ được gia công sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi là đang vệ sinh máy và hoàn thành những cái phần còn lại của cái máy này trước khi là bàn giao cho khách hàng. Máy này thì sẽ có kích thước là 1000 nhân với lại 500. Và kích thước của bì của máy là 1220 nhân với lại 1200. Và sẽ được gia nhiệt cách thủy, thì các bạn thấy là sẽ có cái kính thăm dầu và cái khuấy gấp dầu. Đây là cánh khuấy chúng tôi đang làm và đang lắp thử vào cho các bạn xem. Nó rất là dễ dàng và có một cái cam đen ở bên trên đưa xuống là cái cánh khuấy này là nó khóa cứng lại. Thế cánh khuấy này thì cái cây trục của cái cánh khuấy này sẽ được làm bằng cây inox đặc. Các bạn thấy là cái đáy của nó sẽ là hình chóp nón ở bên dưới đấy. Và nguyên liệu thì sẽ lấy bằng cái cửa xả ở chính giữa, chính ở giữa cái đáy nồi này. Thay vì là các cái van xả đáy ở bên rìa thì cái máy này là sẽ thiết kế là cái van xả đáy ở giữa. Đây là cái bảng chiếu điện đấy. Các bạn sẽ có một cái đồng hồ chỉ thời gian và đồng hồ chỉ nhiệt độ. Cái van xả thì bằng phi 90 rất là lớn như này để xả cái nguyên liệu đặc sệt như là rau câu thì sẽ ra một cách dễ dàng và sẽ ra trực tiếp dài đến 1 mét, ra trực tiếp từ bên trong hứng ra ngoài cái thùng chứa của các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái nồi nấu da nhiệt, nồi nấu cánh khuấy, nồi nấu rau câu, trà sữa thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438. Và các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 1638 Phạm Huy Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng. Đây là cái lắp đậy của cái máy này, sẽ hai nửa hình bán nguyệt như này và chúng tôi là đang đánh bóng cái lắp đậy đấy. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng. Ngoài những cái nồi nấu da nhiệt này ra thì chúng tôi gia công tất cả các loại máy móc trong chế biến thực phẩm như là chảo xào nhân, máy trộn, nồi chưng cất rượu, chưng cất tinh dầu hoặc là các cái nồi nấu da nhiệt, nồi nấu cánh khuấy như này hoặc là nồi nấu nghiêng đổ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì cũng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.